Yes, my name is Nancy Bui. I'm going to interview with the Vauban Bank. Today is September 24, 2013 in Orange County. This is part of the Journey to Freedom. Thưa kính chào ông có thể cho biết tên và quê quán ở đâu, cũng như ông đang sinh sống ở đâu ạ? Dạ, tôi xin chào cô chủ gia. Tôi là Võ Văn Bằng, gốc ở Huế, Thua Thien. Dạ, thì tôi qua Mỹ đây năm 1994 và bây giờ sống tại California, tất nhiên là cái vùng Phước Lộc Thọ, vùng Bốt Sa. Dạ. Dạ, thưa ông quê quán là ở Huế thì vào năm 1968 có cái cuộc tổng tân công kích mộ thân của Cộng sản đánh vào trong thành phố vào nhân dịp Tết mộ thân, thì ông có thể nhớ những cái gì, ông có thể kể cho biết ông, giả dụ như lúc bây giờ ông đang làm gì và ông ở chỗ nào? Dạ, cái vấn đề này thì nó hơi dài dòng, vì tôi xin đi từng đường một. Bây giờ năm 1968 là năm mậu thân, thì năm có cái cuộc mà gọi là cái biến cố mậu thân xảy ra toàn cả nước, cả miền Nam, nhưng mà cái nặng nề nhất là tại Thừa Thiên Huế. Thành lúc đó thì tôi là đương kim nghị viên hội đồng tỉnh Thừa Thiên, thì theo cái truyền thống gia đình thì tôi về quê cũng không xa lắm, cách thành phố Huế độ khoảng 2 km đến Chim Bay để về ăn Tết. Thì cái ngày, cái đêm mùng 1 qua cái tối mùng 1 có rạng ngày mùng 2 thì có tiếng súng phát xuất từ thành phố Huế. Thì tôi cũng tưởng là sự bình thường thôi, nhưng mà sao tôi phân biệt được có tiếng súng của Việt Cộng, tức là tiếng súng AK. Ấy, thành từ anh nói lại và nói cái quê của anh tên là gì đó. Anh về quê gì đó. Dạ vâng. Dạ vâng. Vậy chị đang hỏi lại nhé. Thưa ông có thể cho biết là chuyện gì xảy ra vào Tết Mậu Thân năm 1968 ạ? Dạ. Thì tôi về quê ăn Tết. Quê tôi là làng Phủ Tây ở vùng phụ cận thành phố Huế. Chỉ cách thành phố Huế vào khoảng 2 km đường Chim Bay. Thì trong ngày mùng 1 Tết tôi về quê, thì rạng ngày mùng 2 Tết thì khoảng 4-5 giờ sáng thì tôi nghe cái tiếng súng và cái tiếng la hét cũng xa xa ở về phía thành phố Huế. Thì tôi biết rằng là chắc cái tiếng súng đó là tiếng súng AK, tiếng súng của quân Bắc Việt, quân Việt Cộng. Cho nên tôi thấy rằng cái, tôi đoán chừng là bây giờ Việt Cộng muốn làm một vài việc gì đó để cho qua như là cái sự hiện diện của Việt Cộng. Cho nên, nhưng mà cái tiếng súng mỗi ngày, mỗi lúc, mỗi lớn dần. Cho nên tôi mình nghĩ cách bây giờ thứ nhất là phải thoát ngay, vì của vùng tôi là vùng thôn quê. Thành ra tôi phải đi, trời vừa rạng đông thôi, vừa mới sáng thôi, cho nên tôi phải cưỡi xe đạp đi về phía quận Phú Vang để mà trú ẩn và xem tình hình như thế nào. Dạ thưa cô. Thưa ông, thì khi mà ông đi vào trong khu Phú Vang thì ông có cái gì đặc biệt, có cái gì khác biệt hơn hàng ngày mà ông cảm thấy là có cái gì không ổn hôm đó vào buổi sáng đó? Dạ thưa cô, sau khi tôi nghe được tiếng súng và tôi phân biệt được tiếng súng của Việt Cộng thì tôi ra đi liền. Thì có lẽ là tôi ra đi thì cũng rất hồi hộp, nhưng mà vì đi sớm quá, chưa có cái gì xảy ra trên đường đi. Vì trên đường đi của chúng tôi là chúng tôi nhắm đối hướng đối lập với là thị xã Huế, vì tiếng súng ở trên thị xã Huế, tôi hướng đối lập là tôi về cùng Phú Vang. Cái nơi quận lì nó an toàn hơn. Dạ thưa cô. Trên đường đi Phú Vang thì có thấy người đi đông đảo hay là yên lặng, hay là có thấy súng ống hay binh sĩ thì không có gì khác không? Dạ, khi đó thì tôi chưa có thấy gì cả. Nhưng mà tôi cũng có một sự đề phòng.
có nghĩa rằng là tôi đi bằng xe đạp. Giả như mà tôi gặp một cái người mà tôi nghi là cộng sản thì chắc tôi để xe đạp đến học và tôi chạy chỗ khác, tôi chạy đến nơi khác, vì nhờ cái lớp sương mù tôi có thể thoát được. Dạ thưa cô. Là buổi sáng hôm đó nghe Huế rất nhiều sương mù, hay sao từ chỗ ông mà đến Phu Bang thì nó cái độ cái tầm nhìn thì nhìn cỡ bao xa thì nhìn... Dạ thưa, cái tầm nhìn này chỉ khoảng 3 thước trước mặt thôi, thành ra tôi đi trong sương mù. Dạ tôi đạp xe đạp thì khi đó thì có lẽ là khi mà cần về cái sự chạy của mình ấy, cần về cái sự sinh tử, cho nên là tôi có một sức mạnh rất nhiều, tôi đạp xe tôi đi. Dạ thưa ông, đến Phú Vang ông thấy cái gì ạ? Dạ đến Phú Vang thì tôi thấy rất là bình thường, nhưng mà giờ có một cái như thế này là khi mà tôi vào cổng của cụm đường á thì lại nghĩ tôi là một nghị viên, thì tôi bảo rằng là cái anh đến gác bảo cho tôi vào cụm, thì cái ông liệt từ chối, thì ông bảo rằng ở đây chúng ta quận trưởng bảo rằng nội bất xuất ngoài bất nhập, có nghĩa là trong ra cũng được mà ngoài vô cũng được. Thì tôi nghĩ rằng là có lẽ với cái sự an ninh đấy, họ muốn là về bên chính quyền cũng như là về bên quân đội, họ muốn có cái sự an ninh bất động để đợi lệnh thôi. Thì khi đó tôi lén qua, tôi đi qua bên kia cạnh đó, tức là cái nhà hồ sinh tôi trú ẩn ở đó. Dạ thưa cô. Thưa ông, ở trong nhà hồ sinh đó khi ông vào thì có những người bệnh nhân hay sinh hoạt bình thường không? Hay có cái gì bất thường ở cái nhà hồ sinh đó không? À dạ cũng có cái nhiều bất thường lắm. Và nhất là ở đó, sở dĩ mà tôi đến cái nhà hồ sinh đó thì tôi có cái bà chị làm việc ở đó. Cho nên đến khi tôi vào thì gặp cái chị lưu công. Cái nhân viên thì đa số nghỉ Tết cả, nghỉ Tết chưa về, chỉ có một vài người thôi. Thì tôi bảo chị lưu công rằng là chị cho tôi ở đây, tôi đi lãnh cộng sản vì cùng một cái chí hướng, thành ra cũng biết nhau cả. Nhưng mà khi có người nào vào đẻ thì cô có ai là mặc vào nói thì tôi đem vợ đi đẻ. Thì cô cũng bảo một người hồ sinh nào đó tôi sẵn sàng để giúp đỡ bà, bảo tôi là chồng, giống như đem vợ đi đẻ để mình trả hình. Dạ thưa như vậy. Và khi vào bên trong thì cái cảnh mấy người hộ sinh cũng bình thường, hay là có bệnh nhân cũng sanh con, cũng mọi chuyện sinh hoạt, hay là có đông không? Hôm dạ đó thưa cũng rất đông, cũng là bình thường giống như sinh hoạt ngoài ngày thôi. Dạ, dạ. Dạ. Rồi ông ở trong cái khu nhà hộ sinh đó bao nhiêu ngày, hay là ông có đi đâu, hay là có cách nào đi ra ngoài để tìm hiểu thêm không? Tôi thì không dám đi ngoài, nhưng mà tôi có những người quen biết, tôi gặp trong đó có lẽ vô thăm thân nhân hay gì đó. Cho nên tôi nghĩ rằng nếu như mình ở đây, mình sẽ bị bại lộ. Cho nên tôi nghĩ chi bằng mình đi về biển, tức là biển Thuận An. Thì dưới đó thì có quân đội, có cái quân đội Hoa Kỳ cũng như là có cái đồn hải quân gì đó, thì chúng tôi về dưới đó an toàn hơn, cho nên chúng tôi về dưới đó. Khi xuống Thuận An thì thực sự nó có an bình hơn không, hay ông thấy có cái chuyện gì ở Thuận An? Dạ thưa không, về Thuận An thì chúng tôi thấy chúng tôi cũng giống như đi ăn Tết thôi. Chúng tôi cũng vào thăm dân, rồi ở chợ thì cũng có đánh bài chòi, đánh nhức lục, nghĩa là những cái trò mà tiêu khiển của trẻ con trong mấy ngày Tết, rất là vui vẻ, bình thường không có cái chuyện gì cả. Thưa ông, thành nội thành Huế với Thuận An xa bao nhiêu cây số? Bởi vì theo chúng tôi hiểu biết là đêm mùng 1 mà họ tấn công vào thành phố thì lúc bây giờ chiến trận đã coi như là dữ dội lắm rồi, nhưng mà Thuận An cách bao xa mà vẫn còn có một cái khung cảnh tương đối bình thường, bình an như vậy? Cái thành nội Huế với là Thuận An và cách nhau chỉ 12 km. Thế nhưng mà vẫn có cái sự bình thường như vậy. Mà không những cách nhau 12 km mà chỉ có cách nhau 6 km thôi, 4 km thôi cũng có cái sự bình thường nữa. Đó chứ không phải là chỉ cách nhau gần, chỉ có cái thành phố Huế và vùng phụ cận. Thì lẽ nhiên vùng phụ cận á thì đâu có quân đội của ta,
Thì có nghĩa quân thì nghĩa quân cũng là đi, họ đi trốn hoặc đi đâu nữa. Thì chúng nó vô, nó tổ chức nào là học tập, nào là tuyên truyền, đủ cả mọi thứ. Thưa ông, người Mỹ và tất cả nhiều người, người ta nhìn lại cái cuộc chiến tranh Huế, người ta đều có một cái câu hỏi rất là lớn là tại sao một cái thành phố phòng thủ đến như thế mà theo tài liệu thì họ đổ cả mấy chục ngàn quân vào mà mình không, gần như là không biết gì hết thế ạ. Theo ông là nghị viên, ông nghĩ rằng có cái chuyện gì xảy ra mà tại sao họ lại đưa quân vào đông đảo đến như thế mà mình hầu như là không có biết nhiều. Tôi 25 20 20 ngày trên 20 ngày mà tôi sống tại Thuận An thì tôi thấy rất là thanh bình, nhưng mà luôn luôn chúng tôi theo dõi những cái tình hình đó. Chúng tôi thấy, chúng tôi nghe được trên kia Việt Cộng đang chiếm đóng ngay ở thành nội Huế, bắt dân đi, bắt một số người đi cái danh từ của cộng sản, nói là học tập cải tạo, bắt dân chúng ra họp đủ các thứ chuyện của Việt Cộng làm. Thì tôi cũng chính thật ngay, tôi cũng nghĩ là vì sao lại cả một cái thành phố Huế, và hơn nữa rằng là ngay có cả quân đội Hoa Kỳ đó, nhưng mà phải để cho Việt Cộng nó tràn pha vào trong thành phố Huế trong thời gian lâu như vậy. Thì tôi cũng có ý nghĩ để biết đâu giữa quân đội Hoa Kỳ và chính quyền Hà Nội đã có một sự bắt tay nhau gì đó. Thì chúng tôi rất là lo về cái chuyện đó, chúng tôi cũng có một ý nghĩ như vậy. Dạ thưa cô. Đúng, thì theo sách sử và qua các cuộc phỏng vấn thì mình cũng xem những cái tài liệu mật của Mỹ mà họ đưa ra thì thực sự thì cũng không có cái cuộc bắt tay gì cả, nhưng mà lúc đó, lúc bây giờ là có một cái gọi là ceasefire, tức là ngưng bắn để ăn Tết của hai bên. Mình thì coi như là tôn trọng mà mình cho người của mình đi nghỉ phép ăn Tết một nửa. Và các cái cơ quan công quyền cũng gần như vậy. Nhưng mà cũng có nhiều người Mỹ, người ta nói là tại sao miền Nam lại có thể tin như vậy, bởi vì trong quá khứ đã có biết bao nhiêu cái cuộc ngưng bắn kiểu kiểu đó, mà cuộc ngưng bắn nào cũng đều có những cái vi phạm rất là trầm trọng, mà tại sao mình lại tin tưởng đến cái độ mình đưa nửa quân của mình đi như thế. Thì nói chung là nó cái chuyện đó là những cái câu hỏi của một cái thời gian nó cũng quá xa rồi, thì không có ai ở đây để mà có thể trả lời một cách đích đáng, mà mỗi người thì đặt câu hỏi ở trong cái bắt tay với cộng sản hay như thế nào thì chúng tôi cũng chưa thấy có cái tài liệu nào để chứng minh cái điều đó. Mình cũng không dám nói là có hay không, nhưng mình chưa thấy có tài liệu nào cả để chứng minh. Thì trở lại cái vấn đề Thuận An đó, thì rồi cuối cùng như thế nào để ông khám phá ra rằng Huế, khi nào thì ông trở lại Huế để nhìn thấy cái cảnh mà đổ nát của chiến tranh, bằng những cái gì mà đã xảy ra ở Huế, khi nào thì ông trở về lại Huế ạ? Dạ thưa, sau 20 ngày, sau khi tôi nghe Đài Phát thanh Huế kêu gọi công chức quân nhân, nhất là về cái ngành y tá làm ở bệnh viện, phải đến để trình diện để tiếp tục làm công việc, thì khi đó chúng tôi mừng lắm, chúng tôi tưởng rằng là nó được yên rồi. Thành ra chúng tôi tìm phương tiện lên, và chúng tôi đã nhờ cái phương tiện của hải thuyền đi lên thành phố Huế. Nhưng mà cái lúc đó cũng chưa yên lắm, khi mà đi qua những cái vùng mà bãi dâu hai bên giữa Cha Hội và bên Tây Thượng á, thì chúng tôi cũng bị bắn đó và chìm 2 chiếc. Rất may là cái chiếc tôi lên được trên thành phố, sống được, chúng tôi sống được là cũng nhờ cái sự may mắn. Hai chiếc thuyền đó thì chở bao nhiêu người mà chết hết này Dạ, 2 chiếc thuyền thì chỉ có chở đồ tiếp tế, súng đạn của cái hải thuyền đó để họ an ngự đến chỗ cầu Trường Tiền và cầu Bạch Thủ trên kia. Thì luôn tiền tôi xin đi thì họ cho đi, nhưng mà cái lúc đó là lúc chưa yên lắm, thì lúc đó có thể là mới được 50% thôi. Cho nên chúng tôi cũng là lên, vì chúng tôi trong 20 ngày ở tại Thuận An chúng tôi không biết gì cả, thì chúng tôi chưa biết tình hình thành phố ấy như thế nào. Thì lẽ như khi chúng tôi lên, chúng tôi mới là biết cái sự tàn phá người và cảnh vật, nghĩa là những sự điêu tàn của thành phố Huế.
Vâng. Yeah. Thưa ông, khi ông lên đến, ông lên ở cái bến nào và điều gì đầu tiên ông thấy và nó ông cảm tưởng như thế nào? Tôi lên cái bến ở Thừa Phụ. Tôi ngoặt ra thì đi trong ba chiếc xe lăn mà chỉ còn thêm một chiếc. Thì tôi hỏi cái anh lính hải kia thì hai chiếc kia đâu? Thì anh ta bảo bị Việt Cộng ở chỗ Lẫy đó bị bắn chìm rồi. Thì tôi thấy rằng một cái sự may mắn của tôi đó đã thoát được. Thì đầu tiên cả là tôi đi tìm bà con, tôi tìm vợ thôi, để quay thử xem thử là ở đâu. Đó, thì lẽ nhưng khi mà đi về thì đường vẫn còn bất an ninh, không an ninh được. Thì tôi đến cái chỗ cái trường Kiều Mẫu, cái chỗ đấy á, thì đồng bào tập trung để mà lãnh cộng sản á, ở cái vùng phụ cận từ đập đá đi lên á, thì rất là đông đảo. Đó, thì tôi đang đi tìm thôi, để đi tìm vợ con, những người thân họ đi tị nạn, họ đi trốn cộng sản ở cái vùng của tôi là cái vùng Tây Thường đó, vùng phố Tây đó, rất là bị nó sát nhiễu rất nhiều, cho nên có những cái số mà họ lãnh nạn đến chỗ cái trường Kiều Mẫu đó rất là đông. Đó, thì tôi đã đi tìm thôi. Yeah. Bà thấy lúc bà dở và cẩn thận một cái tiếng đi thì ông có tìm được bà nhà với các người con không? Dạ thưa, tôi chưa tìm được. Tôi chưa tìm được ai, nhưng mà tôi thấy một cảnh rất là não luôn. Những người đó là gì? Là những người dân, những người cũng phải là lính, cũng phải là công chức, mà những người dân, ông già, bà lão, con nít sống rất là cực khổ. Sợ gì, vì sao họ lên đó? Họ lên đó là gần tiểu khu, gần thị xã, nghĩa là họ tìm cái chính quyền, tìm ánh sáng để đi đến. Chứ thay vì họ có thể đi chạy chỗ khác, như vùng quê, vùng Việt Cộng, nhưng mà họ chạy đến chính quyền. Nhưng mà thật ra không có ai nói hoài gì cả, không có ai biết gì cả. Nào là thiếu nước, nào là thiếu điện, nào là thiếu thức ăn nữa. Nhéo nhóc, con cái nhéo nhóc mà xin lỗi. Khi mà đi vào lúc đó, hàng ngàn người như vậy thì làm sao đi ở đây xung đi tiểu tiền đại tiền, làm sao chữa cho nổi. Đi về, đi vào đó là thấy cả một cái mùi thối tha luôn, hắt ra. Đó, rất là thấy rất là cực khổ. Yeah. Từ cái trường Kiểu Mẫu đó đến cái chỗ mà giao tranh gần nhất thì nó quãng bao xa thôi? Dạ, trường Kiểu Mẫu đó thì đến giao tranh thì đồ một cái số rồi. Đúng rồi. Dạ. À, thưa ông, thì ông ở trường Kiểu Mẫu bao lâu rồi, ông đi đâu tiếp xin ông kể ạ? Dạ, tôi đến ở đấy cho tìm có. Thì sau tôi nghe nhà tôi lại đi, khi mà nghe cái thông cáo là đi làm việc công chức, nhất là nhà tôi là làm việc bệnh viện, cho nên nhà tôi đi qua đập đá, đi qua cái vùng súng đạn, vùng giao tranh để đi lên trình diện tại bệnh viện Trung ương Huế. Thì sau này tôi nghe như vậy thì tôi vào trong bệnh viện Huế gặp được nhà tôi. Khi mà ông vào trong bệnh viện Huế đó, cái điều gì ông nhìn thấy, hình như bệnh viện Huế cũng đã bị chiếm đóng một thời gian, có đúng không ạ? Dạ, cái chiếm đóng về phía ngoài thôi, về phía bên ngoài thôi. Chứ còn trong bệnh viện á, thì có lẽ là dân chúng nó nằm la liệt, người có bệnh, người bị thương cũng có, người lành mạnh cũng có, họ tìm nơi cái chỗ đó để cho họ trú. Dạ, thành ra cũng là rất là cực khổ, cũng chẳng khác gì cái trường Kiều Mẫu. Nhưng mà giờ có đỡ một chút là có những cái người y tá, có những người họ sẵn sắc mới thôi. Dạ. Suốt trong cuộc giao tranh thì cái bệnh viện Huế đó có bị cộng sản nó đem quân thương binh gì của nó đến đó, có cái chuyện gì xảy ra, địch quân có làm cái gì ở cái bệnh viện đó, người chỉ bao quanh bên ngoài thì bên trong vẫn sinh hoạt bình thường? Dạ, hình như thì chỉ bên ngoài, và hơn nữa tôi đến trú ở đó thì chúng tôi cũng không đi đâu, cũng không nhìn tổng quát được. Dạ. Chúng tôi chỉ là đến ngay ở một vài ngày đó thôi. Dạ, vâng. Dạ. Thường từ ngày đó đến ngày mà Huế hoàn toàn được coi như giải tỏa đó là bao nhiêu ngày, và những cái lúc mà những ngày kế tiếp của ông đi ra ngoài xem khung cảnh là như thế nào chứ ông? Dạ. Bây giờ thì sau khi mà
sau khi mà 65 ngày sau khi mà quân đội Mỹ, quân đội đồng minh và quân đội của ta giải tỏa được cái thành phố Huế, khi đó chúng tôi mới đi. Thì thật ra trong cái cảnh vật rất là tiêu điều, xác người cũng đang còn nằm ở hai bên lề đường nữa, xác thú vật, xác người, cây cối, thì thật ra là nó tạo thành một cái mùi hôi tanh. Người ta có thể nói rằng là một cái mùa mưa một mùa mà mưa máu gió tanh, thành ra rất là ghê sợ. Trong những xác người đó là ai ạ? Xác người đó là đa số là xác thôi, dân đi chạy, hoặc là trong đó cũng có về những cái người mà chính quyền, cũng có những người lính. Ví dụ như chẳng cái việc cầm nó thấy những người mà thanh niên, tức là về phía bên quân đội rồi, thì nó có thể là tiêu diệt ngay tại chỗ. Trên con đường ông đi, ông đếm được bao nhiêu xác hay là ông có? Chúng tôi chỉ nhìn tổng quát, nghĩa là chúng tôi cũng đi đâu xa thì chỉ thấy một vài, khoảng độ vài cái số thôi, thì độ khoảng vài chục xác thôi. Nằm vắt ở trên hàng rào, hoặc là đỏ đây góc xó rồi nhé. Nhưng mà về trong đó cũng có xác việc cầm nữa. Thưa ông, thì khi ông vào cái thành đội trong ngày đó, thì khi mà giải tỏa đấy, thì cái công việc làm nghị viên của ông, thì ông bắt đầu phải trở lại nhiệm sở như thế nào, và ông được và ông đã cử đi làm những cái việc gì sau đó ạ? Thứ nhất là tôi là nghị viên hội đồng tỉnh Thừa Thiên, chỉ còn đóng tại cái trụ sở tại thị xã mà thôi. Thành tựu mọi việc đó thì chúng tôi cũng còn giảm đạp để cho cái hội đồng tỉnh, hội đồng thị xã và chính quyền thị xã làm việc. Còn sau đó thì một năm sau thì khi mà đồng bào ở thôn quê, nhất là ở về vùng phụ cận đó, bị Việt Cộng chôn đi, đem giật đi, với cái danh từ của chúng nó dùng là học tập cải tạo đó, thì thật ra nó chôn lần, nhưng mà người ta chưa khám phá ra. Một năm sau, tức nhiên năm 1969 mới khám phá ra, và khi đó tôi mới tổ chức, trên cương vị của vị dân cử tôi đứng ra tổ chức hội họp lại những cái gia đình nạn nhân, họ cũng có đến yêu cầu tôi đó, để mà tổ chức cái cuộc đi tìm xác, vì những nơi đó là nơi xa xôi hàng chục cái số, đường xã không phải là giống như cái đường con xe cộ đi được, cho nên một tổ chức và để nhờ giúp đỡ nhìn phương tiện, khi đó tôi mới đứng ra để tổ chức. Trước khi tôi xin hỏi thăm về vấn đề lần nữa, lại có hỏi về người bị chết như thế nào mà quên không có hỏi về vấn đề những cái tòa nhà, những cái cây cỏ, những tất cả những, nói chung là cả nhà cửa, khung cảnh mọi của Huế, mà khi mà ông từ cái bệnh viện của bà, nhà làm việc đi ra ngoài vào trong thành nội, thì có nhìn thấy cái cảnh vật nó như thế nào? Cái cây cối thì cũng có nghiêng ngả, nhà cửa thì đổ nát thì không bao nhiêu đó, cái khung cảnh không bao nhiêu, nhưng mà cái khung cảnh rờn nhất là thấy cái người chết, hoặc là thấy hai bên đường người ta chôn, người ta cô có những cái nấm mồ mới đó, người ta tạm thời chôn thân nhân đấy, nào là trước mặt nhà, nào mà là hai bên đường đó, người ta chôn những cái người trong thân nhân cái nhà, người ta đem ra chôn liền đó, thì thấy cái cảnh tường đó thì rất là rần thôi, chứ cái sự sụp đổ trong nhà ở xung quanh không bao nhiêu, chỉ có cây cối đổ nát mà thôi đó. Và mùi như ông ta có cái mùi nó hắt lên, cái mùi tử khí. Dạ vâng. Thưa, khi mà ông được cử và cũng như là dân chúng yêu cầu đó để tổ chức cái cuộc tìm xác là một năm sau đó, thì trong cái vòng một năm đó thì người dân họ có đến và họ khai báo là khoảng bao nhiêu người bị mất tích mà cần phải đi tìm không? Dạ thưa, họ khai báo thì có lẽ là cái chính quyền họ làm việc đó. Nhưng mà họ đến tôi, dạ thưa, họ đến tôi ấy, là họ nhờ phương tiện làm sao tổ chức, để cho có cái tổ chức, để có phương tiện. Vì lẽ như tất cả việc làm gì mà có kết quả là phải nhờ tổ chức. Thưa ông, thì ông không, họ không khai báo như ông, với ông, nhưng mà với chính quyền
thì chắc chắn chính quyền cũng cho ông cái con số mà cần phải đi tìm là bao nhiêu chứ. Ông có biết cái số mà lúc bây giờ chính quyền người ta khai báo là cái số người mất tích phải đi tìm là khoảng bao nhiêu không? Thật ra thì không phải là chính quyền đưa cái danh sách cho tôi, nhưng mà là như trong việc làm thì chúng tôi phải có một cái chương trình, có cái kế hoạch. Chúng tôi biết rằng là một số tổng quát ở các tỉnh xa, kể cả Sài Gòn, về ăn Tết tại thôn quê, tại vùng phụ cận, đó là cái truyền thống của dân tộc mình như vậy, thì bị bắt đi rất nhiều. Tôi đi đâu đồng bào cũng nói rằng thang vang, nào là anh tôi, nào cha tôi, nào chồng tôi đã bị biết bậc mọc tập, nhưng mà không tìm học tập ở đâu và không biết được số phận họ như thế nào. Thì khi mà tôi họp dân những cái người đó là đó đến á, thì họ khai báo cho tôi một số rất đông và họ yêu cầu tôi để đứng ra để gánh vác cái việc mà đi tìm kiếm. Thì lẽ như khi mà tôi lập thành một cái ủy ban, đó là ủy ban truy, có cái danh từ ủy ban truy tầm và cải táng nạn nhân biến cố Tết Mậu Thân, thì khi mà tôi đã thành lập được ủy ban thì tôi có phân công cái trách nhiệm, trong đó có cái ban truy tầm, có cái ban cải táng, có cái ban nghi lễ và có một cái địa điểm nữa, có cái ủy ban về phương tiện nữa. Thì cái địa điểm đó tôi tìm cái địa điểm gần nhất cái chỗ mà người ta đi bị bắt đi học tập là trường trung học La Sang của người Công giáo. Tôi đặt ra đầu tiên cả là cái ban truy tầm. Lại nhưng đi tìm mông lung như vậy làm sao mà đi tìm? Thì tôi phải nhờ chính quyền, xin chính quyền sử dụng cái phương tiện nhân sự của chính quyền. Thì tôi nhờ về sử dụng cái bình định phát triển xây dựng nông thôn. Thì như quý vị cũng biết rằng xây dựng nông thôn là vừa ăn nằm ở với dân, đó biết được cái tâm tư, cái nguyện vọng của dân. Thì trước đó họ đi về để cho họ nhờ dân đồng bào ở địa phương đó. Thì tôi cũng biết cái địa phương mà nghĩa là người ta gọi là địa phương sôi đầu á, thì trong đó quốc gia mình cũng có, cộng sản cũng có. Thì chính là những cái người đó là họ bị bắt đi để mà đào hầm rồi để lấp đất. Thì cái cung của ta tức là bình phát triển về đó để mà nhờ họ chỉ vẽ. Thì chúng tôi căn cứ giống như họ những cái dẫn đường ấy. Khi mà họ đến chỗ nào đó, họ biết cái địa điểm đó, họ ghi dấu cái địa điểm đó, thì có cái ban cải táng, tức là ban đào lên. Đó, hai bên làm việc song song với nhau như vậy. Thành thử chúng tôi thấy cái phần nhiều đông nhất là cái ngã ba giáp giới, cái ba quận Phú Vang, Phú Thứ, Vân Thủy là trên một trại cát dài như vậy. Thành nó cứ đầu lần thì trên cái con đường mà dẫn đi đến cái chiến khu của họ đấy. Đó, thì có lẽ đến đâu họ có cái dân địa phương mà nằm vùng đó ra đó để mà đào và lấp đất và chôn những cái người đó. Thì cả một dải hàng chục cái số như vậy, chúng tôi đi kiếm lần lần vậy trong một tháng trời. Thế ông bác chia cho biết cái con số mà ông muốn đi tìm là bao nhiêu người ạ? Tôi muốn đi tìm thì không biết là đi tìm bao nhiêu, có bao nhiêu chúng tôi tìm được bao nhiêu, cái số lượng bao nhiêu tôi cũng biết. Nhưng mà với cái số lượng mà tôi tìm ra được á, thì khoảng tôi không nhớ số lẻ, trên 3.000 người. Là vì sao tôi có một cái số quyết chắc như vậy? Vì khi mà đi tìm á, mỗi thi hài như vậy, chúng tôi đặt có cái phụ trách cái băng dần cái diện đó, đánh từng số một như vậy. Thì cái số đó được cập nhật được hàng ngày, đưa về đọc trên đài phát thanh. Ví dụ số 1 thì gồm có những cái thi hài. Thì thật ra nói về thi hài thì lộn trúng dưới á, chồng chất với nhau không thể tìm được. Nhưng mà chúng tôi tìm được một số người vì nhờ cái dần diện đó. Ví dụ số 1 thì gồm có để sót lại cái thi hài cái gì đó. Thì ví dụ như tôi tìm được xác cha Đông, một vị linh mục, thì tôi chứng kiến tận mắt, tôi thấy cái thi hài áo quần nó tan rã rồi, thì tôi thấy cái thi hài trên còn một thanh giá. Thật ra rất đỡ, tôi là người Phật tử nhưng mà tôi thấy thì thanh giá tôi rất là xúc động.
vì một cái người chỉ có đem lại cái sự an dân thôi, vui vẻ, cái đưa lại một cái sự mới bình an cho dân chúng thôi, cho đồng bào, cho tín đồ thôi. Thế nhưng mà tôi thấy trên cái thằng giả, tự nhiên trên thân cái thi hài của thằng giả, tự nhiên thì lúc đó tự nhiên nước mắt tôi trào một cách thì thương tiếc vô cùng. À, thì đâu tôi có biết đó là xác chết đâu. Đó. Nhưng mà sau khi thân nhân người ta tìm ra qua cái dần diện là cái thánh giá trước cái này. Đó, thì làm sao mà một vị linh mục cũng có đeo thánh giá thì họ tìm ra. Thì họ tìm ra, họ tìm ra nữa, thêm nữa những chi tiết nữa. Thì chúng tôi tìm ra là trong có cái hộp kiếng, hộp đeo kiếng này. Trong đó có 3 bức thư của cha để lại trước khi cha biết thế nào cũng chết. Bức thư để lại cho cha mẹ, cái nội dung mà nói lên cái sự bất hiếu của mình chưa được phụng sự trong khi mình đã chết trước. Một bức thư để cho các mà các công chiên của cha, một bức thư để cho giả hội. Thì trong đó cha viết rất là xúc động, cha biết trước sự chết đó, nhưng mà cũng rất là an tâm. Cha không có một cái mà tức tối khi có một cái cấm hơn gì cả. Đó, thì cái lòng từ bi, cái lòng khoan dung của cha, chứ cha không có một cái gì cấm hơn cả. Đó, là có lẽ là cha nghĩ rằng cha được học thù cái giáo lý của Jesus Christ. Những nơi nào đau khổ, những nơi nào bị những cực hình, như Chúa Jesus cũng phải chịu chết để mà thấy được cái chân lý, thấy được đâu là thiệt, đâu là. Thành ra cái trường hợp ngày cái cha Bụng Đồng tôi rất là xúc động. Thưa cha Bụng Đồng thì ngài coi như là thưa tại nhà thờ Phú Cát, mà cha cũng là một cái sáng lập ra cái trường mà hiện tôi đến mường cái nơi để mà đem những thi hài hàng ngày tìm được đem lên để mà cầu hồn, cầu kinh tại ở đó trong thời gian trước khi đưa lên cái nghĩa trang chính ở thành phố và đồn và bắt tạm giam. Thưa ông thì trong 3 cái lá thư một của cha Vũ Đồng để lại, ngài có ghi lại chết cách nào hay là như thế nào, có ghi lại cái gì mà còn nhớ không? Tôi không còn nhớ, nhưng mà ngài không ghi lại cái gì gọi là cấm hơn cả. Lẽ là đối với một cái tinh thần của vị thánh tử không bao giờ họ cấm hơn, họ dừng việc ai đấy, nhưng mà họ chỉ khuyên rằng các cái công chiêng nên cố gắng để đến nhà thờ để biết Chúa, để tu hành vậy thôi, chứ cũng có gì cấm hơn. Và gửi chú gia đình thì cha mẹ thì có những cái mà thương tiếc không làm xứng đáng được một người con trước khi ra đi vậy thôi. Cái hay cái chỗ mà lẽ như cái người giết là việc cầm thì cha biết chứ, nhưng mà cha đầy những cái tha thứ. Tôi rất cảm động cái tinh thần mà cái tinh thần hiểu hòa, cái tinh thần cao thượng của người công giáo, của một vị linh mục. Thưa ông thì cái xác của cha Vũ Đồng đó là được chôn một mình hay là chôn với nhiều người hay sao? Thưa chôn với nhiều người, chồng chất lên nhau. Ông có nhớ là cái hố, cái lỗ đó nó có bao nhiêu người không? Thì đó thì tôi không nhớ rõ ràng về chi tiết, nhưng mà một hố như vậy là phải hàng chục người chồng chất lên nhau, tay bị cột lại, tay bị cột lại như thế này. Cái cột đó thật ra cái cột đó có 2 loại dây đấy. Thật ra tôi nói mãi cũng hết được, mà có thể nói cũng hết sự thật được. Đó, cột bằng một cái loại dây là cột hai tay ra sau như thằng này, gọi là cột cặp cánh ga đấy, cột cánh. Và cột chùm. Như vậy thì làm sao mà chạy thoát được. Đó, ví dụ như cột lạc như thế này. Đó, thành ra cột ngà sau là cột gọi là cột cánh ga. Thưa ông thì ngoài cha Vũ Đồng ra, ông có ai mà quen biết mà ông tìm được trong cái quá trình mà tìm xác, là ông biết rõ về họ, về thân thế cũng như có thể là bạn, có thể trong thân nhân không? Tôi
Tôi có rất nhiều chứ. Dạ, vâng. Có những người bạn tôi mà họ là một giáo sư, họ đi dạy học. Dạ. Nhớ tên. Thì tức nha, cái đó là giáo sư Châu Khắc Thủy dạy ở đường Quốc học Huế. Dạ. Dạ, câu hỏi vậy thì trường hợp của ông Châu Khắc Thủy này ông tìm ra như thế nào? Dạ, ông cũng tìm ra cũng giống như mọi người ở trong cái đám về phụ thứ. Dạ, vâng. À, về phụ thứ phụ pháp hương thủy cũng là chung chung tập thể với nhau như vậy. Đó, thì có lẽ là cũng căn cứ vào cái bát nhân dạng họ viết lại những cái gì còn sót trên thân thể. Đó, mà tìm ra thì tôi cũng nhớ rõ là thân nhân họ kiểm nhận lại những cái dấu vết gì. Nhưng mà giờ thứ có những cái viết rất là thấy rất là tế nhị. Đôi khi xin lỗi, một cái quần lót, một cái quần đùi của người chồng khi còn lại chỉ một tấm vải thôi, nhưng mà người vợ cũng nhìn ra, cũng nhìn qua những cái đường kim mũi chỉ, và cái này cái cảm động vô cùng. Thưa ông, thì có người nào mà ông biết rồi họ kể người vợ hay là có ai chứng kiến cái cảnh mà bị giết như thế nào, rồi người họ kể lại về cái trường hợp chết của cái nạn nhân đó không? Ông có biết được cái người nào như vậy không? Có cái chuyện này mà tôi khám phá lại cái hiện trường, tôi nói ra thì cũng hơi khôi hài một chút, nhưng mà có thể gọi là cái cười ra nước mắt. Khi có một cái bà đó bà tìm được chồng của bà, xác của chồng bà, thì bà òa đi khóc. Thì bà là người quê mùa, cái tiếng nhà quê đôi khi ăn nói chớp chát. Đó. Thì bà lên khóc như thế nào? Bà nhớ lại hình ảnh của ông chồng của bà hằng buổi sáng như vậy. Bà nhặt lại những cái ngọn trâu, cáo trâu đó, xứ tôi là xứ Nam Phổ, xứ cáo trâu đó. Ông bắt cái thang lên cái cao, có cái trâu nó leo đó. Hai từng cái ngón trâu nó vất xuống thì bà xuống đường để làm gì? Để ra chờ bạn. Còn chồng bà làm gì? Có làm, bà làm cái nghĩa quân, thì cái thanh niên như bọn tôi lúc đó cũng làm việc lính, thì có làm việc này việc kia, nghĩa có thể gọi là bị làm nữa là khác. Thì ai mà một là việc cầm, hai là quốc gia, thì rõ ràng có cái lập trường lộ ra. Thì khi mà bà kiếm được cái xác của chồng bà, thì bà khóc. Thì cái tiếng khóc tôi xin lỗi cho nói cũng hơi cái tiếng này chút này, anh ơi là anh ơi, còn đâu mà tèo lên tụt xuống nữa. Tèo là gì? Tèo là tiếng treo, mà tụt là tiếng tụt. Treo lên tức như là treo lên cái nấc thang, treo lên cái nấc thang để mà hái, nghĩa là cái nhà nghèo một khi ăn sống hàng ngày như vậy, quen thuộc như vậy để mà kiếm cơm cho con cái. Thì bây giờ chồng mình đi rồi thì còn đâu những hình ảnh như vậy nữa. Đó, thì mọi người thì nó cười oà lên, cái chuyện teo lên tụt xuống thì đôi khi người ta có cái ý cũng được cái đại đó. Nhưng mà khi tôi đến tôi hỏi ra thì cô kể cho tôi nghe chồng cô làm như tôi vừa nói, đó làm nghiệp quân thôi đó, nhưng mà bây giờ về cầm về làm bắt một cầm về kiểu cũng màu thân đó, nó bắt nó đem đi chôn. Và khi tìm ra thì cô tất lên tiếng khóc như vậy. Thưa ông, có nhớ tên của bà là gì? Tôi không nhớ. Dạ, vâng. Tôi không nhớ lâu quá vì hàng nhiều cá như vậy. Dạ, vâng. Dạ. Và cái nhà của bà ở khu nào? Nhà bà là ở về Nam Phổ, và tất nhiên cái làng về Phổ Tây. Đó, làng Phổ Tây. Bà, như vậy là khi mà chồng của bà này ở Nam Phổ đó bị bắt hay là bị giết, bà có chứng kiến không? Có ai chứng kiến cảnh đó? Thì cái cảnh đó mọi người, nhưng mọi người về thôi cũng có ai chứng kiến cả. Tôi biết là khi đào lên á, thấy đào lên, thấy trói này, thấy vợ sò này, thấy những cái tang tích đó thôi thì mới biết rằng là việc cộng nó bắt đi rồi cuối cùng nó chôn chúng sống. Tôi nhấn mạnh là chỉ chôn sống, vợ đầu bị sò.
Có cái nhân chứng nào mà giả dụ như lúc vẫn đang ở nhà rồi họ đến họ bắt đi rồi mấy bao ngày sau như thế nào, kể lại cho ông nghe, ông có cái trường hợp nào mà ông được biết qua những câu chuyện đó không? Có thể có những người họ bắt đi, mà trốn thoát lại, họ về kể lại, người ta gọi đây gọi là những nhân chứng, nhân chứng sống đấy. Thì có cái anh hiện ở Mỹ đấy, hiện cái anh mà chồng của cô Nga, anh cũng tên Tuấn, chồng của cô Nga. Rồi có hai anh Tuấn đấy, anh Tuấn mà phỏng vấn trong trong đài vừa rồi đấy khác, anh Tuấn này thì chồng của cô Nga ở đây. Thì khi bắt anh á, thì anh cũng là sống ở thôn quê, anh biết là sống với cộng sản là nó mưu mô thủ đoạn đủ thứ, thành ra anh biết trước là thế nào đi á. Ấy thì cái danh từ đẹp lắm, đi học tập cải tạo cái này kia, nhưng mà rồi nó sẽ giết, mà không giết thì sự cực khổ nó cũng chết. Cho nên khi mà anh đi á, anh chuẩn bị trước anh chạy đó, thì anh cũng bị như mọi người trói cọc cảnh sát. Nhưng mà anh khi mà đi lần lần trên đường á, nó dẫn đường lên chiến khu đó, anh mở lần xe đó. Thì đến khi anh chạy lại, đến khi mà đi lên đường cái chỗ cái vùng đó nó có quân đội của ta, có nghe tiếng súng, thì anh bảo rằng là anh bảo rằng cái ông dẫn đường ông cầm ông du kích đó mà phải cầm nơi cán bộ nằm xuống quỳ xuống ông không nghĩ cái tiếng đàn ấy. Thì tự nhiên khi đó anh ra sức bình sinh của anh đạp cho cái ông dắt đi đường một đoàn như vậy hàng chục người ấy. Thì khi đó anh tháo dây anh chạy, anh thoát được, thì về anh kể lại thì câu chuyện đó cũng giống như câu chuyện của cô vừa mình nói đó, anh Trần Tiến Sang đó, đó nó cũng bắt anh với ông cha, tức là nghị sĩ Trần Tiến đó, thì lẽ nhiên ông Điền giết thì anh cũng giết, và hơn nữa tất cả những người nó bắt đi trước khi nó hỏi cái này cái kia rồi nó cũng bắt đi, thì cũng chôn ở trên chỗ cái khe đá mài. Ấy nhưng mà vì một cái sự may mắn nào đó đó mà anh thoát được. Thì thưa cũng rất nhiều người thoát, có những cái người mới cán già, những người biết được cái cộng sản thế nào nó cũng giết đó, nó bảo rằng là giết lắm mới bỏ sót mà. Cho nên nó trước sau gì cũng chết, bây giờ thè chết nó bắn tại chỗ còn hơn là nó chết một cách mà đầy đọa, cuốc xẻ đánh vào đâu đó, rồi lấp đất chung sống. Thành ra có rất nhiều người mà họ thoát được nạn như vậy. Thưa ông, có nhờ cái ban truy tìm xác của ông đã kiếm ra không? Sau khi chôn cất, sau khi có cái nơi mà tôi định để chôn cất chính thức ấy, thì có hai cái nghĩa trang, có hai cái đám đất cũ ở cạnh bên núi Ngự Bình là nghĩa trang Ba Đồn và Ba Thành. Thì tôi xin hai cái nghĩa trang đó, để mà khiêm di trên. Thì một bên theo cái yêu cầu của người Công giáo ở khe, ở họ cho một nghĩa trang khác gọi là nghĩa trang Ba Vằn. Còn bên kia những cái người đạo ông bà, đạo Phật gì đó ở trong nghĩa trang Ba Đồn. Thành thử cái tổng kết thì vào khoảng trên 3.000 cái năm mộ, tôi không nhớ được con số lẻ. Trên 3.000 tấm mộ này thương thì đã được đào lên bởi bao nhiêu những cái mộ chôn vùi vội vã của cộng sản? Không, 3.000 đã chôn rồi ấy. Dạ. 3.000 người mình đã chôn mộ yên mã đẹp rồi ấy, dạ. Tại chôn nghĩa trang Ba Đồn và Ba Thành. Dạ, vâng. Còn khi mà Việt Cộng nó chôn thì đâu có mộ có mã gì gọi là cái hồ chôn tập thể mà. Dạ. Bao nhiêu cái mộ chôn tập thể mình tìm ra được? Rất là nhiều, cả một hàng chục cái số đi như vậy, bọn tôi đi có một tháng trời như vậy. Yeah. Đó thì tức là bắt đầu từ nội thành Huế ra chỗ La San mà đi về hướng nào của thành phố và nó dài bao nhiêu cây số như ông nói á? Cái khu đó nó dài, nó cách nó đi cũng cách khoảng 20 cây số. Nó đi cách 20 cây số. Tức là cứ một khúc vậy họ. Từng khúc chôn, nghĩa là đi đến đâu á thì nó giao trong cái bộ phận du kích đó hành sự đó, thì có lẽ họ có cái chỉ thị rồi, thì bằng cách đưa dân
bắt dân đào hầm trước, rồi những cái tay du kích cuộc xe, nghĩa là họ không cần phải bắn để tốn súng đạn, và bắn như vậy là đúng khi có cái tiếng nổi nữa. Đấy, chỉ là lấy cuốc đánh vào đầu hoặc là chúng sống hẳn như vậy, có những cái trường hợp rất là thế thảm. Thưa ông, một cái mộ mà ít người nhất là bao nhiêu, mà mộ nhiều người nhất là bao nhiêu, ông có nhớ không? Dạ thưa, giờ mộ ít nhất là cũng 2-3 chục người, mộ nhiều nhất cũng là 5-7 chục người. Có cái nào hàng trăm người không? Dạ, cũng chưa thấy cái đó, nhưng mà cụ thể gần sắp xỉ trên dưới. Dạ. Và bởi vì cả năm trời rồi nên là những cái xác mình đào lên nó cũng là mục xương, hay cái tình trạng của những cái xác khi mình đào lên nó như thế nào, nó đã mục hết hay nó còn lại cái gì? Dạ, thật ra khi lên á thì nó bầy nhầy thôi, nhưng mà ra ngoài không khí á thì nó tan cả đó, thì chỉ có xương thôi đó. Nhưng mà thưa giờ cũng có những cái mùi thối, cũng còn những cái mùi thối. Thành thử những cái người trong vòng đêm đào xác đó, những cái người mà đi đào đó, cải táng đó, thì thật ra họ làm với một cái nghĩa cử thiêng liêng, giúp đỡ, thấy cho họ phải bị cho ăn như thế này, chứ còn những cái mùi thối. Thường cái nhân sự mà đi tìm xác là bao nhiêu, của dưới quyền ông là bao nhiêu, và cái nhân sự mà đào lên cũng như nhân sự cải táng, cái số người mà ông kêu gọi được mà họ làm vì nghĩa cử đó, cái số người đó bao nhiêu? Cái này thì cả một cái tỉnh đoàn trưởng, cái tỉnh đoàn xây dựng nông thôn, nghĩa là họ sử dụng cái quần, một quần đoàn là trên vài trăm người để đi làm việc đó. Vì lúc xưa có cái bệnh viện phát triển là mặc cái áo đen đó. Đó thì họ ăn với dân, ở với dân để mà giúp đỡ dân trong cái chế độ trước của mình đó. Là một tỉnh đoàn như vậy có 500 người đúng không? Cái đoàn thì có 500 người nhưng mà tôi không có xin gì chung hết, tôi chỉ xin lại cái quần thôi, quần phú phang thôi. Dạ vâng. Dạ. Cái số người cũng vài trăm. Dạ, số người cũng vài trăm. Rồi thì cái băng dần diện nữa. Dần diện thì tôi nhờ những cái nhà giáo dạy ở tại địa phương, các địa phương, để quy tụ lại để cho nó có cái tính cách khách quan và có cái tính cách rõ ràng. Đó, thành ra những bác cần diện. Thường thì có hai địa điểm mà theo chỗ tôi biết là có người ngoại quốc, đó là chỗ nhà dòng La San và chỗ Đại học Y khoa của Huế. Ông có thể kể về chỗ nhà dòng La San, họ có kiếm được người ngoại quốc nào không? Và cũng như vậy ở chỗ trường Đại học Y khoa của Huế thôi. Dạ thưa, cái gia dòng này gọi là gia dòng Thiên An. Thì chắc đó có mấy ông cha, mấy ông linh mục, người Pháp cũng bắt đi rồi cũng giết luôn. Có nhớ tên không? Tôi không nhớ tên. Nhưng mà giờ có một cái là đặc biệt nhất là có ông bác sĩ, giáo sư người Đức, Đức Quốc đó. Thì đi ra giúp đỡ, dạy về sinh viên, dạy về y khoa, cũng giúp đỡ dạy bệnh viện Huế. Nhưng mà họ vào trong cái trường khu đại học đó, họ bắt và dẫn đi độ khoảng một cái số để chôn ngay tại chỗ. Cái người ngoại quốc thì thật ra là chắc là khi mà có thể gọi là cái người ngu dốt không hiểu biết thì họ chốt, nhưng mà có lẽ là khi mà bắt được những cái nhân vật như vậy ngay trong cái trường đại học, là họ cũng biết rằng là một giáo sư, một người trí thức, một người ngoại quốc mà rồi đem đi chung sống. Thì trong này thì tôi cũng không, ba ông ngoại quốc thì tôi không nhớ tên rõ, nhưng mà tôi còn ghi vào đây, vợ chồng ông Chris, vợ chồng ông ấy, ông Krenit, ông giáo sư Disser và ông Antiaco. Đó, thì ba ông này và một bà vợ nữa. Thì khi mà cái ông Krenit này á, tìm xác được á, thì về cái sinh viên y khoa đưa đến cái sảnh viện của cái trường để làm lễ và đưa vào Sài Gòn. Đấy, để mà trước khi mà đưa qua Đức thì bên chính phủ có đưa ông tổng trưởng về giáo dục, có đại diện cho đất nước ta, đại diện cho miền Nam,
đại diện cho chính phủ ta để mà đưa ông lên máy bay để về Đức. Và tôi cũng nhớ rằng là ông có trong cái bài diễu văn thì ông còn nói rằng ông chưa qua sách vở, cũng giống như cuộc đời của ông chưa bao giờ thấy có một cái chết, có một cái sự tàn ác trong cái sự mà chung sống giết của Việt Cộng, như đã giết một vị giáo sư người Đức là ông Krinit. Dạ. Thưa ông Steven, nói là giết tàn nhẫn là nó đã giết cụ thể như thế nào, ông có nhớ không? Dạ, giết tàn nhẫn là nó chốt, nó chốt, nó đập, nó chốt. Tức là trên đầu ông cũng sọ. Trên đầu cũng gọi là bị vỡ sọ, bị đánh đập, bị lụn, bị vỡ, nghĩa là giống như mọi người, người ngoại quốc cũng vậy, giống như mọi người dân như vậy. Ông còn nhớ cái xác ông có bị trói cánh theo cánh khỉ như ông nói mà. Vì tôi không nhớ rõ cái đó, nhưng mà chắc là cùng cùng hình thức giống nhau cả. Vì đối với cảm thấy từ trên xuống dưới cùng một khăn đồng, cùng một ngôn ngữ, cùng một việc làm giống nhau cả. Ai là người kiếm ra ba cái mộ hay họ kiếm ba người một cái mộ không biết không? Cái phần nhiều cái dân chúng tại địa phương họ lén lút, họ không dám công khai bảo rằng đây tôi thấy việc cầm chúng, họ không dám nói như vậy vì cái vùng đó cũng bảo đảm an ninh của họ. Nhưng mà tự nhiên họ nói ra thì họ nói ra cũng phải là họ theo bên này bên kia mà họ nói, nhưng mà họ có tin một cái thiêng liêng, một cái oan hồn, cho nên mình phải giúp đỡ cho oan hồn đó. Cho nên họ chỉ nói rằng là có thấy có ba xác chỗ này thôi. Thì khi nào lên thì mình biết rằng là các sinh viên đi nhận diện, các sinh viên y khoa đi nhận diện thì thấy là ông thầy của mình đó rồi. Tức là ba xác chung một lỗ ạ? Bốn xác chung một hố dài như vậy, cái thì có hố dài kia hâm hố đó. Rồi cái xác số 4 là xác của ai? Kể cả, thì tôi không đi vào chi tiết họ, nên nghĩa là cả bốn người trong có ba vợ nữa. Có ba người. Nhưng mà tôi nghe, sau này tôi nghe lại, Việt Cộng nó cũng bắt bà vợ, nhưng mà Phật Việt Tình đi theo, bà vợ xin đi theo thì để giúp đỡ chúng chồng. Không ngờ rằng là nó trốn, có quá lạc hậu đi, một người ngoại quốc hiện diện trên một cái khu chung cư của đại học thì lại như là một giáo sư rồi đó. Thì bà ta vô bắt bà ta, thì bà ta xin đi theo để giúp đỡ chồng thôi đó, rồi nó cũng trốn luôn. Dạ vâng, thưa ông, theo các nguồn tin mà chúng tôi thu thập được đó, mà nhiều người cũng có nói là cái người mà đi vào lùng để tìm ba cái vị giáo sư của Đại học Y khoa Huế mà đến từ Tây Đức để mà giúp đỡ sinh viên của mình trong ngành y khoa đó lại là một sinh viên Việt Nam mà đi theo Cộng sản. Ông có biết gì về vấn đề đó không? Cái đó thì tôi không nghe đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu như là một sinh viên y khoa thì cũng nếu nếu như vậy thì quả tán tận lực tâm, nó không phải con người thì muốn thầy mình mà bây giờ nó làm như vậy mà đi giết được thì thầy quả đáng. Thì cái chuyện đó tôi cũng nghe được, cũng nghe rõ ràng như vậy đó. Cái nhân vật những cái nhân vật Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, họ đóng vai trò như thế nào trong cái việc tàn sát người Huế, người dân Huế thưa ông? Cái đó thì riêng về Nguyễn Đức Xuân á, thì là một cái thành phần bất hảo, một thành phần đã lợi dụng cái học sinh sinh viên, lợi dụng cái Phật tử để mà lên đường xuống đường cái hồi tranh đấu sống ba và sống sáu. Thật ra thì đối với Việt Cộng thì nó nuôi dưỡng người một cách tinh vi, ngay như cụ thể phụ tổng thống, phụ thủ tướng cùng thời kỳ Cộng hòa mình có Việt Cộng có đó, thành là nuôi dưỡng Nguyễn Đức Xuân từ trước đó. Đó, cho nên khi mà mậu thân mới thấy rằng là chạy nhà mới ra mặt chuột, thì mậu thân mới là đi theo cái bên cộng sản, thì mới biết rõ ràng cái mặt chuột, cái mặt thật, mặt dối trá, mặt lưu manh xảo trá của Nguyễn Đức Xuân. Thì Nguyễn Đức Xuân là cái người mà có thể là tìm đường dẫn lối cho Việt Cộng đi sát những cái người mà dân, những cái số sinh viên, những cái số dân của chúng ta
ở tại thành phố Huế nhiều hơn. Cái số sinh viên giáo sư số trong ngành giáo dục đó thì ông Nguyễn Đắc Xuân như là cái số người đó bị giết, bị hại được bao nhiêu, cái khoảng cái coi như là mình quãng độ bao nhiêu người? Cái số mà cái số sinh viên á thì không phải là chủ trương giết sinh viên, nhưng mà cái số sinh viên á thì đi không phải là đi theo Nguyễn Đức Xuân hay đi theo cộng sản, nhưng mà cái số sinh viên bị bắt đi nó tận tạc. Khi mà phải cầm vào thì làm sao mà biết rằng là thanh niên thôi chứ biết họ là sinh viên, họ là cái này kia. Thì khi mà bị bắt đi á thì lẽ nhiên khi mà thấy thanh niên thì vào thì phải trưng dụng, phải là tìm cách để nó theo phe ta là chẳng hạn, thì họ đã dùng những cái người sinh viên đó để mà đi tuyên truyền giúp đỡ. Thì tuyên truyền cái gì cũng phải là đọc những cái thông cáo, đọc những cái gì đó, và luôn có thể là đi đào lộ để mà đi chôn những cái xác chết thôi. Nhưng mà thưa cô thế này, đến khi mà họ thoát ra ngoài ấy, đến khi không thể cầm thoát ra ngoài ấy, không đạt được mục đích ấy, thì mấy người đó họ phải bị chôn đi, không thôi bại lộ. Chứ có những người không có gì một chút phải công sang cả, nhưng mà hôm đó theo là vì cái hiếu kỳ đó, cho nên đến khi mà họ biết là cái tư tưởng của cái ông sinh, cái anh sinh viên đó chập chững, cái tư tưởng nó chao đảo, cho nên giết ngay tại chỗ. Thứ nhất là không dùng được, thứ hai để khỏi bài lộ công việc của họ trước khi họ thoát đi, để cho sinh viên họ cũng có theo. Thưa ông Nguyễn Đắc Xuân, lúc bây giờ ông ta làm cái gì trong những ngày tháng đó? Tôi thì biết, chỉ biết Nguyễn Đức Xuân, chứ còn trong cái mẫu thân thì có lẽ ông cũng làm một cái nhân vật gì cũng lớn, và ngay cũng được sự tín nhiệm của cái quân đội Bắc Việt, của cộng sản. Là vì tôi nghe đâu rằng là ở tại xã hội ông mở ra một cái tòa án nhân dân để mà đấu tố thanh trừng, giống như cái thời kỳ ở Bắc Việt lúc xưa, gọi là cái tòa án nhân dân đó, đứng làm chủ tòa cũng có tòa án đó. Thì tôi nghe rồi sau này bằng tiệc rồi chính bắt đầu như thế này, là 5 phút sau cái người đó dẫn ra chôn. Thưa ông, cái tòa án nhân dân đó theo ông biết là có bao nhiêu người bị lên án và bị giết, ông có nắm được con số không? Dạ, cái số tôi cũng nắm được cái số ở xã hội, thì cái tòa án đó nó nằm ở xã hội, nhưng mà tôi có kể lại có những cái vụ án nó hay lắm. Ví dụ như có cái cô Thủy, cô là học sinh, khi đến bắt cái người anh là đại úy cảnh sát không được, thì cô bắt người Thủy, cô Thủy đó, cô đến đi chỗ trường giáo hội thì cũng đàng hoàng, cũng ra tòa, thì nắm điều bắt chuyện nói chứ đó, thì nó dắt cô đi chôn. Thì cô đi chôn cái cần cái ngày mà nộp đi, cho nên khi mà đào lên thì thi thể cô còn nguyên vẹn. Thì ở đây tôi nói cái nguyên vẹn á là cô cũng bị đập đầu, vỡ đầu, cô cũng bị những cái vết bắn như thế cả. Nhưng mà khi mà cái gia đình của cô á đào cô lên như vậy á, thì rút trong miệng cô á, là một cái chùm khăn dài như vậy, cái dè sắt đấy. Như vậy là giết bằng cách là bỏ dè vào trong miệng để cho nó ngột thở, rồi lấp đất xuống. Thì cái kiểu như vậy đó, thành ra cái kiểu mà kiểu tàn sát của cộng sản một cách rất là dã man đó. Thưa ông, thì có trả lời rõ là biết là Nguyễn Đắc Xuân là làm cái gì đó cho cộng sản mà mình không rõ, nhưng mà khi mà anh ta trá hình, anh ta có mặt ở Huế đó, thì anh ta có mặt là vai trò gì? Anh ta là sinh viên, giáo sư hay anh ta là cái gì ạ? Anh ta thì từ lúc đó anh đang đi học sư phạm, chưa phải là giáo sư. Đã còn là sinh viên. Dạ, còn là sinh viên. Dạ. Và nghe nói một số các sinh viên trong sư phạm cũng bị giết nhiều lắm bởi anh này, có đúng không chưa? Dạ, cái giết là thứ ai giết? Cái giết đó là tất nhiên thủ tiêu để khỏi bại lộ, tức là khỏi phải đưa ra những cái dữ chứng, những cái dữ kiện, những cái nhân chứng mà cái tàn ác của cộng sản, cho nên nó phải giết. Giết là giết như vậy. Còn hai anh em của ông Tường, ông Phan thì sao? Dạ,
Thật ra thì hai anh em đó thì cũng phải là gốc người Huế nữa. Ông ở Cụ Bình rồi chi thì ông cũng là đi vào ở Huế thôi. Thì có lẽ là ông cũng tiêm diễn cộng sản từ lúc nào đó. Đó, nhưng mà dù sao cũng thuộc về cái hạng người là ăn cháo đao bát, hạng người mà ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản. Thì thật ra thì là một vị giáo chức, là một vị thầy giáo thì không có cái gì, cái nghĩa chi là thầy giáo cả. Dạ. Khoan nói ông là theo cộng sản, em theo cộng sản, mà cái tư cách của ông cộng sản như vậy là cũng được. Dạ. Cái kiểu mà cái truyền thống của Việt Nam ta không có cái trò mà giết thầy được. Dạ. Thưa ông thì ông nói giết thầy, ông có thể nói một cái rõ ràng là thí dụ ông Tường ai là thầy của ông và ông giết trong cái hoàn cảnh nào, thưa ông có thể kể không ạ? Dạ. Thì bây giờ tôi thì không thể kể rõ, nhưng mà giờ cái chuyện mà chúng tôi thấy rằng là cái ông Chris Krinit là ông dạy về y khoa, thì ông Phan là ông học trò chuyên học sinh viên về y khoa, thì làm gì ông biết ông Krinit đó được đó. Nhưng mà một vị thầy của mình đấy mà mình để đem đi chốt sống hỏi là giống như là cái Trần Thủy Hoàng lúc xưa bên Tàu ấy, nó đốt sách vào cho ông trò mà bây giờ chứ, và sau này người ta vẫn còn thấy không tha thứ cho những cái điều đó được. Thưa ông, thì ông ở Huế ông tiếp giáp với những cái vấn đề cái trận chiến Mậu Thân, rồi sau đó tất cả những cái nhân chứng vật chứng rõ ràng như thế, và không có ai có thể chối cãi được là chính cộng sản đã giết những người này. Có những người thực sự là quan chức, nhưng mà có rất những người vô tội, người dân, và có những vị mà coi như lòng rất là quảng đại từ một cái chưng phương trời xa xôi ở bên Tây đến đó để làm công việc là giáo dục dạy thôi, cũng chẳng có một cái gì gọi là tội ác, nhưng cũng đã bị giết một cách thảm thương như thế. Thì nhưng mà ngược lại thì ông Hoàng Tự Phủ Ngọc Tường trong một cái cuộc phỏng vấn của đài PBS phỏng vấn ông ta, thì ông chắc là cuối năm 1976, thì ông ta có nói ở trong cái cuộc phỏng vấn đó rằng những người chết là những người bị súng đạn. Là một số đông, số còn lại là bởi Mỹ và quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã giết. Thì ông là một trong những người nhân chứng mà nhìn thấy rồi còn đi chôn cất những này, thì ông có thể trả lời cái lời của ông Hoàng Phủ Ngọc Tường như thế nào để cho thế giới có một cái nguồn tin tức khác nữa về vấn đề này không thưa ông? Tôi thấy hoàn toàn không phải, nhưng mà cô cũng như quý vị ấy, đừng có tin cái lời không phải thôi. Vì tôi nói không phải là có tính cách chủ quan rồi. Bây giờ quý vị cứ suy luận trong một cách khách quan. Bây giờ những tài liệu công lõi trong 25 ngày Việt Cộng vào về bên phía Mỹ cũng như quân đội ta không có cuộc hành quân oanh kích nào ở thôn quê, chỉ trừ những cái ngày gần sau 25 ngày thì có tại thành phố có một cái dòa hắm dòa để cho quân đội họ rút đi, để cho quân đội Bắc Việt rút đi thôi. Ê, có những cách có pháo kích, có hắm dòa tại thành phố Huế, nhưng mà tại trong thành nội chứ không phải tại cái chỗ chung sống ở gia hội. Thứ hai nữa, xin cô và quý vị cứ suy luận như thôi. Mình chỉ lấy cái nhân, lấy cái kết quả để biết được cái nhân. Cái kết quả là gì? Ví dụ như khi mà tôi bới lên những thi hài, tôi thấy đập đầu vỡ sọ. Tôi thấy trong cái hầm chôn tập thể không có cái đàn nào là đàn của bên nó ma. Nhưng cái lỗ hổ chôn đều hình chữ nhật, hình vuông chạy dài như thế này, cái hầm chứ không phải là cái hồ lớn. Vì nếu như có súng đàn của bên nó ma thì nó tạo ra một cái ô rất là lớn, cái trường này nhất định là không có. Đó. Còn á, cái súng đạn á, thì cái đàn AK là khác, cái đàn của Mỹ, của cái phe bên là khác. Thì chúng ta thấy có một sự rõ ràng. Đó, nhưng mà có một cái như thế này, cái vụ Mậu Thân cũng như sau năm 66, 69 á, tôi đi đào xác, tàn nhẫn như vậy, nhưng mà thế giới chưa có tiếng nói, nhất là Mỹ. Là vì thưa cô biết, Mỹ đang phản chiến. Đấy, đang tất cả thân nhân của các anh lính chiến ở Mỹ, ở Việt Nam
người ta muốn rút con cái họ về, cho nên tự nhiên dìm lại cái chuyện màu thân đó. Chứ cái chuyện đó cầm màu thân á, đối với Việt Cộng Bắc Việt á, nó tàn sát cái dân dân tộc, thật là một cái bản án mà kiểu là bản án diệt chủng. Cái lúc xưa Hitler giết người nó giết bằng hơi ngạt, đằng này Việt Cộng nó giết người bằng cách đập vệ sò chém sống ngạt thở, cái rất là mang rợ đó. Nhưng mà vì sao nhân loại thế giới có cái tiếng nói thì chắc cô cũng biết là trong cái lúc mà đang phản chiến. Và cái đó là nó đi trừ cái tàn ác, cái gen, cái chủng tử của cái tư tưởng của cộng sản nó sẵn có, không phải là màu thân mà sẵn có từ xưa, từ năm 45. Nhưng ta còn câu giết lầm hắn bỏ sọc, cái đó mới dễ sợ, cái đó mới rung rợn. Dạ, tôi nói tôi cũng hơi sợ, tôi có những cái xúc động. Dạ thưa ông, thì muốn hỏi thăm ông cái chi tiết có khó khăn không, bởi vì khi người ta chôn vậy, người ta có làm thành cái gò để giống như mộ hay là nó như thế nào để mà mình biết rằng để chứng minh rằng ở dưới đó là một cái mộ? Tôi thấy tôi nói cái này, chính thật tôi cũng biết là cái mộ chỗ đó phải cạp chôn vậy. Và ngay như có những người nói là có những người phải cầm chôn và dắt đến chuyện cái đó cũng được, cũng phải như vậy. Là vì đến khi phải cầm chôn trên một cái trạm cát liền với nhau, không biết cái tòa đồ, không biết cái điểm, vì trong cái trạm cát là đâu có cây cối, đâu có biết tòa đồ đó. Thì có thể khi mà chúng ta khám phá ra thì nó là một sự tình cờ. Chắc nữa tôi sẽ nói tình cờ thứ hai nữa, giống như cái sự ý nghĩ của tôi là nhờ cái bình định phát triển nó về ăn với dân, giúp đỡ dân để mà khám phá ra. Thì tôi trở lại cái sự tình cờ là thế nào. Đầu tiên cả sau đầu năm 69 á, là cái tiểu quân Thừa Thiên họ đến hành quân một cái vùng giáp giới ba quận như tôi đã nói, Phú Vang, Phú Tử, Vô Thủy. Thì trên một sảnh trạng cát như vậy họ thấy loài một cái sổ đầu ra, cái đầu lâu đó. Thì họ là nhiệm vụ họ đi hành quân, nhưng mà thấy cái tường như vậy thì họ không phải vất lên, dừng chân lại để mà đào lên. Thì thấy một cái thi hài, thì chốn cát nó gió biển nó tạt tạt cái cát nó vậy, thì nó bay lên cái bộ xương như vậy. Thì rất là bay, cái cát đó có một cái tên, cái lính có cái plaque, cái tế bài tên là Nguyễn Văn Định. Định đi họ dò hỏi thiếu úy Nguyễn Văn Định. Thì họ đem về chi khu cái thẻ bài đó, họ truy nguyên ra cái anh đó là một sĩ quan thiếu úy ở Phố Nam thuộc quận Phú Vang. Họ tin gấp cho gia đình về đó để nhận thi hài về chôn cất. Thành ra từ đó họ tin đồn rất nhanh đó, bao nhiêu những người họ đến cái chỗ đó họ đầu tiên cả từ túc cổ đào lên. Họ đào lên thì cũng thấy rõ ràng cũng có một dãy hầm như vậy, những cái bộ xương trong, nhưng mà họ không thể nào nhìn nhận được cái thi hài đó, vì tất cả xương người những cái lẫn lộn với nhau đó. Thành ra họ phải nhờ, họ đến họ nói về chúng tôi, nhờ làm năng tổ chức để đi tìm được đó. Thế nên chúng tôi từ cái đó là khởi thủy cái cuộc truy tâm và cái tàn nạn nhân chúng tôi bắt đầu từ cái điểm đó. Thành ra nói tóm lại thì một tình cơ, chứ không ai tìm kiếm được, vì đó nó trốn một cái trạm cát, một cái tình cơ cầm thêm cái sự giúp đỡ của địa phương. Dạ, thưa cô như vậy. Có những người nạn nhân nói cho chúng tôi biết là có một điều họ không lạ và họ cũng giờ này cũng chưa có tìm ra được lý do tại sao là khi mình đào hố để chôn gần đó người cả 3.000 người đó, thì khi mình đào thì phải có cái đất đào lên chứ ạ. Và cái xác của 3.000 người thì đâu có phải nhỏ, cái số lượng nó cả bao nhiêu ngàn cân, và cái số đất phải móc lên như vậy, nhưng mà không ai tìm được một cái, tức là đất mà mình đào dưới nó là đất ướt thì thế nào nó cũng khác với cái đất liền, nhưng mà người ta không thấy một cái dấu vết gì
và không biết là họ đem cái đất ra đi đâu. Ông có biết tin tức gì về cái chuyện đó không? Ông có để ý chuyện đó không? À, cái này thì chắc hoàn toàn không có cái chuyện một lần đào lên hàng ngàn xác, không có như vậy đâu. Nó không, mình phải đào, bọn tôi phải đi đào rải rác trên đoạn đường mấy chục cái số đó mới tìm ra, chứ không phải là một cái kiểu. Dạ vâng, chúng tôi hiểu, nhưng mà có những cái hố như ông nói là 20 người thì cái số lượng 20 người cũng lớn lắm chứ. Hoặc là có những cái hố cả 40-50 người thì người ta có nói là tất cả những cái hố đó khi đào được một chút nào đất ướt ở dưới mà người ta moi lên, tức là không hiểu rằng cái đất đó nó đem đi đâu hay là nó làm như thế nào, hoặc là có thể như tức là cái đất dư đó ạ. Thí dụ ông hộ đào hố chôn 20 người dưới thì cái xác người nó đã chiếm một cái dung tích ở đó rồi, thì cái số đất kia đó nó đem đi đâu mà không ai thấy gì cả, ông có để ý cái chuyện đó? Phần nhiều là cái đất cát, đất biển, đất vùng biển, đất cát, thành ra cũng có cái đất, có thể là nó lại vùi cát rồi. Nhưng mà người ta nói là người ta không tìm ra cái đất nó vùi ở đâu, cái đó là cái điều mà cho tới giờ này nhiều người cũng đặt câu hỏi là không biết nó làm cách nào. Dạ vâng. Bây giờ trở lại về vấn đề của chúng ta thì ông nói về cái vấn đề chôn xác đó, thì khi mà nhận diện như thế thì tất nhiên là có một số người nhận được diện thôi, và cái số người đó là khoảng bao nhiêu phần trăm, còn cái số còn lại đó thì ủy ban của ông xử sự như thế nào với những cái xác không ai nhận đó? Khi mà chúng tôi đem lên tại cái trường Lá Sang để cho đồng bào thông báo cho đồng bào họ nhận dạng á, thì cũng nhờ dần dạng đó mà họ có thể đem về an táng tại nhà khoảng hoặc 10% trong số 3 ngày. Như vậy là cũng nhiều 300 xác thì đem về nhà để mà làm cầu nguyện cái này kia như trường hợp cho đồng đó. Thì còn lại á thì họ cũng nhận diện được, nhưng mà nhận diện được 50%, 30%, thì họ đề nghị chúng tôi cũng lên chôn tập thể, nhưng mà họ cũng có lòng. Sau này thì chính quyền ta giúp đỡ đấy, cho họ làm cái bia để kén tuổi đàng hoàng, nhưng mà nhận diện được 50% hoặc 70% thì họ nghĩ thôi để cùng một số phận để lính của đồng cho nó vui vẻ, thì họ tin tưởng như vậy. Thì lên tại cái nghĩa trang Bất Đồn hoặc Bất Tận đấy, hai nghĩa trang gần nhau đó, thành ra dần dần được một số như tôi nói 10% vậy cũng. Thưa ông, còn cái số gọi là không nhận diện được thì ủy ban xử sự như thế nào? Dạ thưa, cũng đưa lên quay đầu cả. Dạ. Nhưng mà những cái dần dần được 20%, 3.5% là có bia. Dạ. Còn những cái số không nhận diện được thì họ để trống như vậy. Dạ. 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 Tức là không bia hay là có bia mà để? Dạ, cũng có cái bia định miếng vậy thôi. Dạ. Thì ai cũng làm bia hết thì phải làm, nhưng mà không có để tên tuổi. Dạ. 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 Thưa ông, thì ông có thể kể cho biết cái hình ảnh cũng như là cái xúc động của ông như thế nào về những cái buổi chôn cất tập thể đó? Ông có thể kể cái khung cảnh người dân như thế nào và cái chuyện gì đã xảy ra, ông có thể kể lại không? Cái đưa đám lên nhiều lần, nhưng mà có một lần là cái đưa đám tập thể. Hình như hôm đó có ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thường hàng nghị viện và Thủ tướng ra để mà đưa cái đám đó tại cái nghĩa trang Bắt Đầu. Thì thật ra thì mọi người thân nhân họ đi đưa trên vài chục ngàn người. Thế có lẽ là chút nữa tôi sẽ tặng cho cô ấy con phim mà hiền hiền cái lúc đó, thì mặc cả toàn áo trắng như vậy, thì những cái người mà trong cuộc họ giống như họ đi như vậy, họ giống như là điên cuồng đi lên cung đội, họ vẫn đi khắp lắp cái đi kia đủ thứ cả. Thật ra là một cảnh tượng rất là nặng nung. Dạ, thì chắc nữa tôi sẽ đưa cái cuộc phim để cho cô dùng tài liệu, và cuộc phim là cuộc phim thật. Cái nó không phải là do chúng tôi đạo diễn, mà ngay những cái ống camera của ngoài quốc, thì nhất là hôm đó có những cái phóng viên, những người quay phim, cái người Nhật, người Mỹ, người Pháp, là vì đó cái là sau là 68, 69, cho nên khi mà tôi đều xác thì họ đi theo,
Đó, thành ra họ quay phim rất là rõ ràng, chi tiết nữa. Thành ra có cái phim đó là có thể là một tư liệu, một cái tài liệu sống rất là kỹ. Dạ vâng, thưa ông, thì ông làm bởi vì sau này thì ông cũng phải đi tù vân vân, thì làm sao để ông giữ được những cái tài liệu đó? Em, thật ra thì tôi không là một sự tình cờ thôi. Khi mà tôi quên Mỹ đây, thì làm ra mà tôi có, nhưng mà tôi có, tôi phải thủ tiêu ngay, chứ tôi phải cầm vào là nó thủ tiêu tôi, chứ tôi phải thủ tiêu nào trước. Đó, thì tôi qua đây thì có một người bạn phone để cho tôi, vừa quay một cái TV ở đây, thì có cái hình ảnh của tôi cách đây mấy chục năm về trước, đứng dẫn người đi đám. Trong cái DVD đó là cái DVD nhìn là 20 năm gì đó, có một cái hạng nào đó chiếu lên đó. Thì nó nhìn được cái mặt tôi đứng dẫn. Cái lúc đó thì ngay cái thời điểm 1969 á, tôi đang dẫn một cái đám để đi lên để chôn đó, để đi đưa đám đó. Thành ra rồi từ đó tôi cũng đã im lặng thôi, cái việc làm từ thiện của mình, việc làm với cái gì mà trên cái bộ phận của mình, trên cái trách nhiệm của mình, để mình không giúp đỡ chi dân nhiều á, thì người ta gọi là có một câu tục ngữ là sống có nhà mà thác có mồ. Cái mồ mình dễ quá, mình chỉ có công đi tìm xác, rồi mình nhờ chính quyền mình giúp đỡ phương tiện của mình, thì họ có ảnh hưởng chi về chính trị, mình cần biết chỉ, mình chỉ cần phải từ thiện thôi. Thì tôi đi tìm thì cái việc đó thì bố biết rằng đã trong dĩ vãng rồi. Và hơn nữa, cái việc làm từ thiện của mình mà mình ấp ủ làm gì, để coi như là mình mới làm thôi, thành mình có quên đi, forget đi. Nhưng mà không ngờ cái ông bạn quay được một phim quà đến. Thì từ đó nó lan ra mấy ông chỉ dạ huy phương đồ chúng ông mới tìm gặp tôi thôi. Đó, ông thấy tôi là một cái nhân chứng sống cái này kia, là tôi nghĩa là trang trên tôi ở đây á, biết bao nhiêu những người không mời tôi đến, nhưng mà thôi bây giờ mình già rồi, và hơn nữa mình làm từ thiện là phải quên đi vô dị vãng, cái tôi cũng muốn nói làm gì nữa. Nhưng mà đôi khi nghĩ cũng những cái gì mà việc cộng ác quá đi, phải nói để cho hậu thế rồi nó ghét, đừng có theo cái chủ nghĩa nào. Tôi chống là chống cái chủ nghĩa, tôi cũng chống người việc cộng, cái tư tưởng họ có thể cả làm được. Thành thử một lần dịp lên nói đây á, thì để cho hậu thế biết được cái tư tưởng của cộng sản nó ác lắm, cái tư tưởng của Mác Lênin của cái đó nó bây giờ vỏ rác, vấp vô chỗ rác rồi, đừng có theo làm gì. Chứ tôi không chống, vì đó bà con tôi cũng là cộng sản làm lớn nữa đó, tôi có chống, nhưng mà tôi chống là những cái tư tưởng bỏ đi đó. Và tôi đưa cái bằng chứng tàn ác cho người đập vỡ sò rõ ràng, thật sự tôi cái sự thật mà tôi nói chưa hết sự thật mà tôi thấy chứng kiến nữa. Và hơn nữa tôi cũng phải là làm chính trị, vì tôi lúc xưa tôi là một cái thầy giáo thôi, chỉ âm thầm để giúp đỡ trong xã hội được chừng nào ai chừng ấy thôi, chứ tôi cũng không thích về chính trị chính trọng làm gì đó. Thương thì nhìn lại tất cả những ông nhất và khi nào nghĩ đến ông cũng nghĩ đến cái điều đó, hoặc là có bao giờ ông ngủ mà nằm mơ đến những cái hình ảnh kinh hoàng đó trong cuộc đời của ông không? Có khi tôi mới qua đây, tôi thấy nó kinh hoàng về cái tức giận, kinh hoàng đủ thứ về cái chỗ về mẫu thất, cũng như cái sự tàn ác của cộng sản đó. Vì nhưng mà có thể xin lỗi cô, qua đây thì tôi cũng có một cách hóa giải bằng cách tôi thiền định đấy. Chúng ta cảm có gì cả, mình quá nhìn mắt quá nhiều thôi, bây giờ cái tuổi mình có quyền, đừng có nghĩ cái thế sự nữa đó, thôi mình tu đó. Thành ra nó im chịu cái lưng tập đó. Nhưng mà riêng cái mà cần để lại cho hậu thế thì nên để lại một phần nào để cho hậu thế đó. Họ bỏ tất cả những cái họ bức, họ thấy cái tan ác cộng sản để cho họ có thể để chỉ vậy thôi. Nhưng mà nói cái hậu thế thì to lớn quá, cho nên con cháu của tôi thôi. Thưa thì cái hình ảnh nào đó là cái hình ảnh nó nằm trong trí ông? Cái
những cái mà nằm trong trí tôi thì những cái đã qua, tôi có may mắn cái đó. Mà những cái mà tôi nghe kể lại, thì tôi nghe kể lại, mà kể về cái gia đình thân nhân kể chứ không phải. Ví dụ như khi Việt Cộng đến bắt cái ông mà cũng là tỉnh đoàn trưởng xây dựng nông thôn Thừa Thiên, tên là Từ Tôn Khạng, ở khu gia hội, thì đến thì ông thoát đi, chỉ thấy bà vợ thôi và con cái thôi. Thì cái đối với Việt Cộng thì cái bình phát triển mà đến mà đến với dân để mà tuyên truyền thì nó ghét lắm, cho nên nó phải giết ông này. Nhưng mà ông trốn thoát, thì có biết ông trốn thoát đâu không? Ông đã trèo lên cô ở trên người nhà 2-3 ngày, từ cái nhà đem cái chuyền đồ ăn lên cái sàn nhà, cái trần nhà chứ. Thì việc cầm vào nó ra lệnh cho bà vợ, 2-3 ngày nữa tôi đến lại, mà nếu không ông không đem về không sao, đem về đi học tập rồi trở về thôi. Không đem về thì tất nhiên là mang cái tội ngoan cổ, mà ngoan cổ thì tôi không giết ông thì tôi giết bà. Bà nghe không? Đó. Thì cái bà Từ Tôn Khạng này thì bây giờ cũng bị không thể, bây giờ chạy đi đâu cũng ngọn sáng cả rồi, vì nó chiếm cả cái thành phố, chiếm cả phung giáo hội rồi. Thì thôi cũng nhờ trời thôi, bây giờ bà cũng liều hả? Thì nó nói vậy thì chưa chắc đã, bà nghĩ chưa chắc đã làm vậy. Nhưng mà sao nó làm thật á. Đến khi 3 ngày sau, nó bắt bà ra đứng ngôi sân á. Đó, nó lên đảng đàng hoàng. Đó, nó lên đảng đàng hoàng. Thì cái trường hợp như vậy, đứng được cái khung cảnh như vậy, thì ông lên vô kia ông nghe lệ như ngầm trời, còn chửi mắng bà la, mắng bà một thời gian á. Thì lên cuối kia thì ông có nghe, thì ông có mạnh mẽ bao nhiêu nhưng trước một cái tình cảm vợ con thì nhất định ông phải yêu em. Ông la lên rồi, tôi đây, tôi xin đầu hàng. Ông bực xuống, cái này là bà vợ kể đấy nha, thưa cô. Dạ. Thì ông bực xuống thì nó giết ông như thế nào có biết không? Nó trói ngay trong một cái góc, một cái cột cây đó ở nơi chỗ trước nhà. Nó bây giờ hành quyết một cách rất là tàn nhẫn trước mặt người vợ và con. Nó xẹo mũi, nó đánh đập này, nó được tất cả cho đến khi vừa phục chết luôn. Nó cắt cho bây giờ chứ không thể tưởng tượng được. Đó. Thành thử, cái này bà kể, dù của bà có thêm bất kỳ nhiều nhưng mà cũng có đi, mình chỉ hiểu 50% cũng đúng sự thật. Có con cả một bên nữa. À, thành thử cũng biết cái một cái hiền quỷ hiền yêu chi của cái loài quỷ đỏ, loài con trạng mà nó mất cái nhân tính như vậy, nó thiếu cái nhân tính như vậy. Đằng đôi khi giữa hai bên giao tranh, giữa hai kẻ thù với nhau, nó có cách giết khác cho máu chết đó, mà nó giết một cách quá tàn nhẫn. Nó cắt mũi, cắt tai, đánh đập cho đến khi kéo dài như vậy mới là 30 phút, cho đến khi chết luôn, mặt trực mặt một người vợ. Thành ra mấy cái chuyện đó có thấy mình xúc động được, chứ còn kể thì thật ra một phần nào. Dạ thưa cô. Dạ vâng. Ngoài ra thì ông hay là những người chúng tôi không có mặt ở Huế hay không biết nhiều về Huế được biết thêm không? À, thưa thầy, tôi thấy rất tiếc cho cái chế độ Cộng hòa của chúng ta. Có những cái người họ tha thiết về chế độ, muốn giúp đỡ chế độ cho nó mạnh mẽ về tư tưởng, về sức mạnh để chống lại về cái chủ nghĩa cộng sản. Nhưng mà cái đề nhất cũng như đề gì Cộng hòa, cái vấn đề dùng người, cái vấn đề thiếu niềm tin với nhau, cho nên rồi rụt cuộc ôm nhau mà chết cả, nó không tin tưởng. Cho nên tôi đưa ra một cái dẫn chứng như thế này. Chúng tôi lúc xưa cũng thuộc về cái thành phần đối lập với chính quyền. Nhưng mà cái đối lập ở đây không hiểu là đối thủ, không phải là cộng sản. Đó.
Đối lập ở đây là đối lập trong cái chế độ dân chủ. Đối lập giống như là đem cái trang hoàng, đem cái đẹp đẽ, đem cái hoa tươi cỏ lạ để giúp chế độ trang hoàng cái chế độ. Đó. Nghĩ với tôi cộng sản, hỏi tôi cộng sản làm sao bây giờ tôi có hiện diện ở, tôi có hiện diện ở Mỹ đây. Nếu tôi cộng sản làm sao tôi đưa một cái ít nhiều chứ tôi cũng làm nhân chứng với cái tội ác của, và mạnh mẽ nói nó, cam kết chắc chắn nó cái mưu lương manh thủ đoạn của nó được. Đó. Thì thôi bây giờ không cần nói tôi, nói người khác. Ví dụ có một cái sinh viên, tôi nói tên chắc cô biết. Bây giờ già rồi thì chốc nữa mình nhớ tên. Cái anh này á, lời gọi là ông vua thuận xuống đường đó. Mình tên Mẫm. Không, tôi mở ông sang. Anh gì chốc nữa tôi sẽ nhớ. Tôi chốc nữa tôi nhớ thì tôi xin thưa với cô sao. Anh này bị Việt Cộng trốn ở Bắc đi. Và trốn ở Khe Sa Mạc. Tồi nhất là anh về để xin phép vợ, để xin phép mẹ để cưới vợ. Nhưng mà vợ chưa cưới được đã bị Việt Cộng bắt đi, trốn ở Khe Đá Mài. Nhận diện anh bởi về một cái giấy lúc trước, giấy cơ mình là giấy cước, nhưng à giấy căn cước đó. Đó. Thì anh người Huế. Tôi cái tên rất dễ nhớ mà anh người ta gọi là ông vua. Vua ông vua lên đường xuống đường. Đó, thì hỏi anh đó thời kỳ sống 3 cũng như thời kỳ sống 6, anh tranh đấu, anh tổng hồ sinh viên. Tổng hồ sinh viên toàn quốc ạ. Cô có nhớ không? Đó. Rồi chắc nữa tôi nhớ là mà anh bị chúng sống tại Khe Đà Ma. Anh Lê Hữu Côn à, Lê Hữu Chi đấy. Tôi nhớ được khá chữ chữ họ đó. Bây giờ già rồi thì thật ra sự thật mà tôi kể không hết được. Tức là hồi đó ông bị nghi là cộng sản mà cuối cùng bị cộng sản bắt là gì? Thì người là lúc xưa cái chính đồ chính phủ chính thể đề nhất cũng như đề nhì mà ai mà đối lập á, đấy là cộng sản cả, cũng như dân biểu Trần Ngọc Châu. Trần Ngọc Châu là mấy nay tôi đưa tôi qua họp báo sau cái mùa thân á, là Trần Anh Châu tổng thư ký á, Quốc hội đưa tôi ra qua họp báo ở văn phòng quốc hội ở chỗ Hà Nghị Viện. Rồi mới nê tôi á, đưa tôi qua, xin cho tôi qua để họp báo, đưa những cái nhân chứng qua họp báo tại Paris lúc trước mới đánh bay ra cái hội nghị băng tròn băng dài đấy. Đó. Nhưng mà cái lúc nó bảo tôi là cái phúc trình của cảnh sát địa phương bảo tôi là thân cầm chuẩn bị nữa thì làm sao ông thiếu ông để chúng ta đi được. Khổ như vậy, thành ra là tóm lại chúng ta không hiểu nhau, chưa hiểu nhau. Đó. Cho nên chưa hòa thuận được nhau, cho nên rất tiếc tuy quân đội mạnh, có chính danh chính nhân nghĩa nhưng mà không thắng được cộng sản bởi vì cái vấn đề nhân sự khó tin nhau hoặc là bè phái chẳng hạn. Trong khi mà cộng sản chiếm miền Nam hoàn toàn năm 1975, ông có bị đi học tập không? Cái trường hợp ông như thế nào? Tôi là tôi đi học tập đâu tiết cả, sau 30 tháng 4. Dạ, tôi đi học tập tại cái trại cải tạo Bình Điền, cách thành phố Huế độ 20 km ở Thừa Thiên. Dạ, thì ông bị bắt hay là ông cũng là đi trình diện? Ồ, cái lúc xưa thì, lúc xưa thì hàng cầm đi bắt, mình phải đi trình diện, đương nhiên. Đi trình diện học tập đàng hoàng của trường lớp đó, nhưng mà thật ra thì đi tù. Thông thì ở Huế là coi như rơi vào tay cộng sản trước Sài Gòn. Ông có thể kể những cái ngày đó như thế nào, khi mà ông thấy Sài Gòn còn thì cái niềm hy vọng của dân Huế nghĩ là còn không, hay là nghĩ là lúc đó cũng trước sau cũng xong thôi? Trong tôi nghĩ thì có thể mất là mất cái miền Trung đó, cho nên chúng mình mong to cũng phải dân chủ. Bây giờ chạy tạm cư vô Đà Nẵng, nếu như có phương tiện vô Sài Gòn nữa thì tôi cũng nghĩ giống như khi nãy tôi nói á. Chắc là về cái tình hình chính trị ở Mỹ cũng như đâu đôi khi có sự đột giác nào trong mâu thuẫn đấy. Đó, cho nên có thể mất là mất một phần nào ở Huế chẳng hạn. Cho nên tôi cũng có ý nghĩ là nó mất một phần nào. Đó. Dạ vâng, rồi
Bị cái số người ở đó rồi bị tù, như ông đi tù thì tù bao lâu ạ? À, tôi gần 8 năm. Dạ. Tức là tù vì làm nghị viên thành phố mà. À, thì tất nhiên là nó chỉ có hai cái loại, quân đội là quê ngụy quân, còn cái hành chặn về dân cử là cái đây kia là quê ngụy quyền. Dạ. Đó. Ông có thể kể về cái đời sống tù đầy nó như thế nào không? Có gì ông còn nhớ không, muốn kể lại không? Cái chuyện hơi dài dòng. Thì tôi tóm tắt như thế này. Trong mấy câu thơ này cho cô đọc lại. Nghe tiếng khiển khổ xa, vùng dày như cái máy, mở mắt thấy đắng cay, trâu nhát trâu phải cày. Cái vành bánh xe nó làm cái kiện báo hiệu. Mà tất cả cái chuyện kiện đó là kiện ăn, kiện ngủ, kiện đi làm, kiện đó theo cái lệnh đó. Thì khi mà tôi ngủ dậy thì con người mình bây giờ mất cái trí óc rồi, vùng dậy như cái máy thôi, theo cái lá cái tập quán, nghe tiếng kiện là vùng dậy. Đó. Thì vùng dậy nghe cái tiếng của người mình trở thành cái máy rồi. Đôi khi cái tình cảm cũng không thiếu nữa. Cái tình cảm không thiếu nữa. Cái đầu tiên mấy năm trước á, thì thương vợ nhớ con. Nhưng mà sau khi đỏ dễ dài quá, vợ đến thăm á, thì nhìn vào cái bì có to, cái bao để bởi đồ có to hay không, ú cho là thấy nó tồi tàn. Sau này mình biết trẻ chừng là thằng làm cho mình mất cái tình cảm. Nó tạo mình thành một cái máy. Thành nhất là cái chế độ mà nó cho ăn đói đó, để cho mình giảm cái tình cảm, giảm cái trí tuệ đi. Đó. Thì rất là cực khổ, có thể dùng vị danh từ là đúng là đi tù đầy thôi. Lúc xưa có chữ tù mà không đầy nữa thì rõ ràng là đây đó. Ví dụ như bọn tôi đời môn mà đi cầm rửa, đi phát, đi phát tiêm đổ như thế, thì nhất là mấy ngày đầu mình vùng về ngày nào mình chảy máu cả là vì mình đi phát bụi đổ cây. Nó sạch sạch cả cái người bên cạnh bảo máy nữa. Đó. Thành ra nó đầy đọa con người bằng cách cái lâu động. Đó. Tôi là yếu cho nên là bị nó phạt luôn. Đó. Thành ra cũng thấy qua một giai đoạn nữa mới thấy thú vị. Bây giờ mới thấy thú vị. Có sướng đồn ngục mới thấy được chiến đàn. Thưa ông thì khi nhớ đến tù rồi bây giờ là cái điều gì làm ông kinh khủng nhất? Thì có lẽ lâu lâu, bây giờ lâu lâu đôi khi làm thấy mình đang còn cải tạo nhưng mà sướng quá khi mở mắt ra đẻm phải mình ở trên đàn. Đây đó, rất là thích. Đấy. Nhưng mà nhớ lại những ngày tù đó, cái điều gì kinh khủng nhất? Đói, thiếu tự do hay là bị chửi, bị phạt, hay cái gì làm cho ông sợ hãi nhất trong ngày tù? Cái đói chứ còn cái sợ hãi nhất là cái đói đó. Nhưng mà cũng may ơn trên giúp cho tôi tin tưởng ơn trên giúp cho tôi một chút liêm sỉ, là không có tán tỉnh lương tâm, không có nhìn nọt tôi, không có làm thì danh từ gọi là ơn tên, cho nên gặp bạn bè tù với nhau chúng tôi vẫn là hẳn mặt lên để mà chào hỏi nhận nhau, khỏi phải thèm tùng khi mà qua cái nước Mỹ này. Dạ, một điểm mà an ủi cho tôi là như vậy. Thế còn điều gì muốn chia sẻ nữa không? Thì nãy giờ cũng dài rồi và ông cũng cho rất nhiều những cái thông tin rất là quý báu và hiếm. Thành ra chúng tôi cũng rất là cảm ơn. Có điều gì mà ông muốn nói nữa không? Cũng thứ có một cái điều mà tôi nói lên cái tâm trạng của tôi và cũng muốn nhắn gửi cho cái con cái của tôi. Có lẽ là tôi 75 mà đời vô thường biết đâu đó. Nhưng mà một cái quan niệm của tôi có lẽ là nhờ cái tĩnh tâm, cái đầu tiên cả khi mà tôi còn bị đây, tôi thương nhớ quê hương lắm, vì có lẽ tôi nặng tình về quê hương lắm đó. Nhưng mà cứ lần lần khi tôi đi vào nhập cuộc vào cái xã hội này, xã hội của Hoa Kỳ, tôi thấy tuyệt vời quá.
Tuyệt vời đây không có nghĩa là tôi mất quê hương, tôi không phải là phong quốc. Nhưng tuyệt vời của quả là té ở Mỹ này là một cái đa văn hóa, đa quốc gia, đa chủng tộc. Thành ra tôi cũng không cần phải nhớ quê hương làm gì nữa, tôi mang quê hương đi theo. Cô nhận thấy vậy không? Thú như vậy. Và tôi quan niệm quê hương của tôi ở đâu? Thì cũng tùy theo quan niệm tôn giáo của từng người. Đấy thì ở Mỹ, ở Việt Nam thì cũng giống như một cái tạm trú mà thôi. Và quê hương của những người mà giống như tôn giáo của tụi tôi thì một quê hương, một nơi vĩnh viễn. Đấy, bất sanh bất diệt. Tôi nói như vậy chắc có việc. Dạ, cho nên con người tôi thấy vui. Và cũng vui cho nên tôi khỏe người. Dạ, xin cảm ơn cô. Dạ, vâng, xin chân thành cảm ơn ông thay mặt cho hội có lời chân thành cảm ơn.